kênh YouTube của tôi. Những cái video lần trước á, thì tôi có giới thiệu cho anh em những cái con máy đánh bài hay là những cái kính áp tròng dùng để anh em đi chơi bộ môn bài lá đi. Đó, cái lợi thế của những cái sản phẩm đó thì nó không phải bàn cãi gì rồi, những anh em đã dùng là biết không. Nhưng mà chính là những cái lợi thế đó nó cũng có một cái bất tiện là thế này, là ví dụ như anh em muốn chơi được hai cái bộ môn bài đó, ví dụ như bài kính hay là bài máy, sản phẩm bài kính hay bài máy thì anh em bắt buộc phải lưu bài của mình vào mới có thể chơi được. Ngoài ra ví dụ như anh em dùng bài chợ hay tới những sân chơi khác thì anh em không thể chơi được ha. Đó, trong những lúc đó thì chính là những lúc đó thì anh em có thể lựa chọn cho mình một cái dụng cụ khác. Đó là tôi giới thiệu anh em là những cái dụng cụ đổi bài, dùng để cho anh em đổi những cái loại bài từ bài lá, bài ni lông hay là bài tiền đô gì đó, nói chung là đổi được hết nha. Đó là những cái dụng cụ đổi. Đó, đây tôi giới thiệu cho anh em một cái lựa chọn này. Đây là cái áo mà bên cơ sở tôi vừa nhập về, một trong những cái lô áo mà vừa nhập về mới nhất năm 2020 này. Đây là cái mẫu áo thun, áo phong á, thiết kế rất là đẹp, phải có nhiều rất là nhiều size cho anh em lựa chọn nha. Đây tôi mặc size XL, còn anh em bao nhiêu ký thì cứ nhắc điện thoại lên và alo. Ví dụ như anh em có nhu cầu muốn sở hữu những cái áo này thì cứ nhắc điện thoại lên và alo trực tiếp cho tôi cái số điện thoại trên màn hình 079 791 43, tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn kỹ hơn cho. Bên cơ sở của tôi là có cung cấp tất cả các dụng cụ hỗ trợ để cho anh em đi chơi, từ bầu cua này, tài xỉu, sóc đĩa, hack game và cung cấp quy luật game trên cửa hàng Cplay và App Store đều có hết nha. Anh em có nhu cầu gì thì cứ liên hệ, bên tôi sẽ có nhân viên tư vấn cho. Đây, quay trở lại với clip này thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái mẫu áo đổi mới nhất năm 2020 này. Đó, tôi vừa nhập về một lô và tôi mặc áo này trải nghiệm cho anh em thấy luôn, xem cái hiệu quả của nó đem lại như thế nào. Đây, nó tôi mặc cho người và tôi thấy mặc rất là thoải mái. Hơn nữa chất liệu vải cũng rất là ok này, mặc rất là mát. Trong những ngày hè nóng lực thế này, mặc áo này đi chơi rất là ok. Đó. Máy này á là cái mẫu mới nên nó là nó nhỏ gọn hơn những cái mẫu cũ rất là nhiều, thành 1/3 so với cái mẫu cũ thôi. Này, 1/3 so với cái mẫu cũ thôi nha. Đây, cái mẫu cũ này thôi. Những cái mẫu cũ á, thì nó rất là to và gù ghề. Đây mẫu mới nên nó rất là nhỏ gọn ha, nhìn người ngoài không thể biết được. Cái chức năng đổi của nó cũng rất là ok. Cái này là sử dụng cái động cơ và motor của Nhật nên nó hoạt động rất là êm, không có bị rè hay là bị nút bài, tình trạng kẹt bài nút bài như những cái mẫu cũ, nên em hoàn toàn có thể yên tâm. Đây, tôi sẽ test cho em xem vài ván, xem em thấy cái hiệu quả như thế nào. Đây, ví dụ trường hợp này đi, là mình đây mình có 3 nút thôi. Giờ mình sẽ đổi lại, mình biết hôm nay có một cái lá gì rồi. Ví dụ như anh em tới sân chơi của anh em đó, anh em bắt buộc phải dùng một cái chấu đi một lá ha, là anh em có thể chơi được. Đây, ví dụ thế này, nãy là tôi có 3 nút thôi, giờ là tôi có 7 nút rồi. Cái áo này á, là nó sử dụng đặc biệt hiệu quả cho những anh em nào chơi ví dụ như bài liêng, bài cào hay là bài xì lát đó, xì tố, dùng sử dụng rất là ok. Đó là ví dụ như đây nó rất là êm nè, đổi đúng không, nó có một nhẹ là có thể đổi được rồi. Hơn nữa cái áo này nó có cái chức năng là nó nhả bài này, ví dụ như nhìn nhả bài ra này, lấy bài ra, lúc này là nó sẽ nhả bài ra. Đây là cái mẫu áo thun, ví dụ như còn chỗ anh em thích cái áo gì á thì có thể liên hệ trực tiếp, tôi sẽ tư vấn kỹ cho. Ví dụ như chỗ anh em thích chơi áo thun nè, áo sơ mi, áo khoác, là quần đổi, quần bò gì đó, nói chung là có rất nhiều mẫu. Anh em có nhu cầu gì á thì cứ nhắc điện thoại lên và alo, tôi sẽ tư vấn cho.
cái mẫu này là mẫu mới này, được thứ nhất là cái động cơ của nó sử dụng động cơ của Nhật rồi, thứ hai là mẫu áo nó tốt này, chất lượng nó rất là ok, cái áo thun bình thường, thứ ba là nó rất là mỏng nhỏ gọn, thứ tư là nó có cái lựa chọn cho anh em là ví dụ như anh em thích cái mẫu là dùng pin sạc thì sạc, còn không thì anh em có thể dùng pin rời. Cái pin rời đó là ví dụ trong quá trình chơi thì anh em trước khi đi chơi không cần sạc, mà chỉ cần là mua hai cặp pin tiểu, pin ở slot nó lạnh đó là anh em có thể chơi được rồi đó. Anh em ví dụ như sạc một lần là mua một cặp hai cặp pin đó là anh em dùng cả ngày, một hai ngày không hết pin ha, nên anh em hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng. Rồi anh em là có nhu cầu muốn tìm hiểu gì cái mẫu áo này thì cứ liên hệ cho tôi nha. Rồi từ lượng video thì cũng không có nhiều, tôi chỉ giới thiệu thế này thôi. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi hết video, hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.